Hello hello, mến chào anh em chú bác đang theo dõi clip của ngày hôm nay. Clip số 34, em lên một số đồ nghề dụng cụ cầm tay ha. Hôm nay em lên được là 26 mã sản phẩm. Và cũng như thường lệ luôn anh em để mã số nè và giá cả công khai bên trên, nên là anh em mình có thể chủ động nắm bắt về phần giá ha. Còn về chi tiết của sản phẩm thì anh em vui lòng xem trong video giúp em. Em sẽ có những thao tác, em đo kích thước, em quay chi tiết về ngoại hình, cũng như là em giới thiệu những cái công năng, những cái cách sử dụng của sản phẩm ha. Thì quá trình mà anh em xem video, anh em cảm thấy ưng ý với món hàng nào thì anh nội em ủng hộ em bằng cách chốt hàng trực tiếp qua số điện thoại 089 6996 883. Và hiện tại số này em đang dùng Zalo luôn, anh em có thể inbox em để mà em trả lời được sớm hơn ha. Một điều lưu ý nữa, khi anh em chốt đơn hàng, anh em báo giúp em mã số sản phẩm cộng mã số của clip giúp em, để tránh cái sự nhầm lẫn hàng hóa giữa người bán và người mua trao đổi với nhau ha. Em ví dụ nha, anh em chốt cây búa đinh của Mỹ ngày hôm nay, cây búa đinh nhà Stanley của Mỹ nè. Anh em báo giúp em mã số 4, clip số 34 đó. Và tương tự cho tất cả các sản phẩm còn lại trong video nha anh em. Rồi, để không làm mất thời gian của anh em thì em vào chi tiết sản phẩm hôm nay luôn ha. Đầu tiên em lên một cây búa đinh Stanley anh em, cán gỗ đến từ Mỹ ha. Đây nè, Stanley USA ha. Đó. Cây này về ngoại hình thì còn khá đẹp anh em. Về kích thước thì tổng kích thước của nó là khoảng 34cm ạ. Đây là một cây búa đinh cán gỗ. Về phần cán nha, em thấy còn khá là đẹp ha. Đằng sau nó có một cái tem mà trong quá trình vệ sinh em làm sạch luôn rồi ha. Này nó còn dính lại keo đó, anh em có thể mình về vệ sinh thì nó ra ha. Đây, em thấy cán còn khá đẹp nè. Đây, Stanley USA ha, 16 ao anh em. Về phần đầu búa nè, về chốt ha, đầu đóng nè, đầu nhổ đinh ha. Và giữa phần đầu búa này nè và phần cán nè, kết nối với nhau chắc chắn ha, không bị rơ lắc gì nè. Anh em mình thao tác gọn gàng ha. Cây này có trọng lượng của nó khoảng 650g anh em. 650g tổng trọng lượng nha. Tổng trọng lượng là 650g. Em đang để với giá là 500.000. Mã số 4, clip số 34 anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo cũng là một cây búa đinh đến nhà Stanley của Mỹ anh em ha. USA anh em. USA ha. Tuy nhiên, cây búa này là dòng búa đúc anh em, đúc từ đầu cho đến cán ha, và cán được bọc cao su anh em. Về ngoại hình thì em thấy cũng còn khá là ok anh em. Cái kiểu dáng còn khá là mới lạ đẹp ha. Cây này có tổng kích thước của nó 35,5cm ạ. Đầu tiên về phần cán nè, cán cao su ha. Đây, Stanley nè, thương hiệu ha. Đó, phần cán thiết kế hơi cong như thế này nè, để mình cầm chỗ này rất là có lực ha. Về cái cán nè, em thấy thì có những cái vết cắn li ti như thế này nè. Đó, vết cắn như thế này ha. Nhưng mà cũng chưa có cái vết cắn nào quá sâu anh em, quá sâu vào bên trong đâu. Em thấy cũng tương đối ha. Đó. Phần đầu búa nè, phần đầu cán ha. Theo em thì cũng khá là ok nè. Về phần thân của nó nè, thẳng tắp ha,
không có dấu hiệu cong vênh anh em, hay là đứt gãy gì nha. Đó. Về phần đầu búa nè, mặt đóng nè, rất là đẹp ha. Đầu nhổ đinh đây nè. Đó. Đầu búa được thiết kế khá là đẹp anh em. Anh em chốt cái này, báo giúp em mã số 3 ha. Clip số 34 rồi nè. À, em sẽ con cái trọng lượng của nó ha. Tổng trọng lượng của cái búa này là 900g anh em. 900g ha. 9 lạng á. Thì anh em chốt mã này, báo giúp em mã số 3, clip số 34. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cái tay lắc của nhà Super nè, một tay lắc tự động ha. Tay lắc còn siết đó nè. Đó. Của nhà Super của Nhật anh em. Super ha, logo nội địa Nhật ạ. Cây này hình thức còn khá là ok nè, còn khá đẹp ha. Chiều dài của nó là khoảng 25cm ạ. 25cm. Về hình thức cây này em thấy nó cũng còn khá đẹp nè. Đây. Cái nước si nó còn sáng bóng ha. Đó. Đó. Nước si còn sáng bóng. Có chỗ này nè nè. Thì có cái dấu hiệu cấn nó hơi trầy một tí ha. Đó. Nhưng mà không đáng kể đâu anh em. Về phần cán nè. Thiết kế những cái vân chống trượt này nè. Về cán tròn nên là mình cầm rất là dễ dàng ha. Nhìn những cái vân chống trượt đi giúp mình rất là bám tay luôn. Đó. Về phần đầu này là đầu tiếp nối với khẩu là 1/2 nha nè. 1/2 nha. Bi khóa khẩu nè. Hoạt động tốt quá nè. Này, ở mặt sau nè. Này là cần gạt anh em đảo chiều ha. Cái tiếng còn rất là trong anh em, ngon lành ha, hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm gì anh em. Đó. Một cây còn siết Super, giá là 250.000, mã số 10, clip số 34 ạ. Hoạt động hoàn hảo anh em ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em cũng có một cái tay lắc của nhà Super luôn anh em. Nhà Super luôn ha. Đây Super nè. Mã sản phẩm là RH400 anh em, Japan ha. Đó. Cái này khá là dài. Cái này cũng tự động luôn anh em, đảo chiều tự động ha. Và cái này nó có thêm một cái chi tiết nữa là nó lắc léo anh em, giúp cho anh em bẻ góc ha, bẻ các góc hẹp ha. Đó. Rất là thuận tiện. À, và ở phía đầu này có thêm một cái đầu cái nữa nè, một cái đầu cái để anh em mình có thể kết nối với một cái tay lắc khác để mình cua vào những cái góc hẹp đó nè. Đây, đó. Ok ha. Em thấy hình thức cây này còn khá là đẹp nè. Tổng chiều dài của nó là 34cm ạ. Cái này em thấy cái nước sơn xung quanh của nó nè nè, nước si đó nè, lớp si của nó còn khá là đẹp ha. Cũng chưa có dấu hiệu bong tróc gì nhiều anh em. Đó. Em quay chi tiết cho anh em thấy rõ ha. Đầu tiếp nối với khẩu cũng là đầu 1/2 nha nè. Nè, bi khóa khẩu hoạt động tốt ha. Này, ở trên thì có những cái vết cón trầy như thế này nè. Đó. Cũng không đáng kể anh em ha.
về phần đảo chiều nè. Đó, ngon lành anh em. Đó, anh em nghe cái tiếng kêu của nó rất là ok ha. Cái này em đang để với giá là 370.000 ạ. Mã số 9, 370.000 anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo em có một cây kìm nhọn ha. Một cây kìm nhọn của nhà Proto anh em. Đây. Cái chữ của nó anh em có thể nhìn thấy mờ mờ này nè. Đây. Proto ha, một thương hiệu của Mỹ, USA anh em. Đó. Cái này hình thức còn khá ok nè. Đây. Về kích thước của nó thì khoảng tầm 21 cm ạ. Hình thức khá ok ha. Cái cán này nè, còn khá là đẹp nè. Có một cái vết cấn chỗ này nè. Có một cái vết cấn nhẹ chỗ đó thôi anh em ha. Còn lại ok nè. Về phần hàm anh em. Đây. Hàm còn khá là ok ha. Đây nè. Khít sát ha. Nói chung những cái kìm Mỹ này về chất lượng của nó rất là ok nè. Về chất thép của nó tôi luyện rất là tốt ha. Mình cầm lên cảm thấy nó đầm tay lắm. Mà nó chắc chắn lắm anh em. Anh em chốt mã này, báo giúp em mã số 11 ha. Giá của nó là 200.000 ạ. Một cái kìm đến từ Mỹ nè, giá 200.000. Em quay mã sản phẩm tiếp theo. Anh em còn một cây kìm nhọn, nhưng mà cái dạng nó là dạng bằng như thế này anh em. Đây, cái miệng nó bằng như thế này, không phải nó nhọn như cây trước ha. Thì em có thêm một cái dòng này nữa đó. Về ngoại hình thì cũng khá là ok anh em. Chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó là 20 cm ạ. Về phần cán ha, chị giới thiệu về phần cán. Đây. Phần cán xung quanh thì em thấy ok nha nè. Chưa có dấu hiệu nứt rách gì ha. Tuy nhiên ở phần đầu này nè. Đây phần đầu nè. Có một số cái vết cong cong như thế này nha nè. Đây. Đó. Cũng không đáng kể gì anh em ha. Về phần mặt kìm nè. Đây. Anh em cũng có thể thấy được chữ Proto nè, USA ha. Đó. Về phần miệng kìm nè nè. Các răng cũng khá là đẹp ha. Đó, ngon lành nè. Đây, khít sát ha. Một cái kìm cầm lên khá là chất lượng nè. Anh em chốt cái này, báo giúp em mã số 12. Giá của nó là 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Ở đây em có một cặp búa nè. Một cặp búa của hãng Fancy ha. Thương hiệu đến từ Nhật anh em. Hai cái búa này khá là nhỏ luôn. Đó, Fancy anh em. Đây. Japan ha, của Nhật ha. Còn cây bên này. Cây bên này thì em chưa thấy được cái chỗ dập chữ của nó nè.
Rồi. Đầu tiên em lên cây cây này trước ha. Đây. Đó. Hình dáng thì nó như thế này nè. Một cái mặt đóng như thế này ha, và một cái đầu nhọn, đầu gò nhọn nè. Chiều dài của nó thì khoảng là 18 cm ạ. Còn về phần đầu búa thì khoảng là 12 cm ha. Đây nè. Phần cán thì được bọc cái cao su như thế này anh em. Và thiết kế những cái vân này khá là bám tay nè. Em thấy phần cán còn khá là đẹp anh em. Có một cái vết cấn nhỏ ở này ha. Đây. Còn lại thì em thấy là còn khá là ok, chưa có dấu hiệu rách nứt gì quá sâu ở bên trong anh em. Khá là ok ha. Rồi cán búa và đầu búa này chắc chắn này, không rơi lắc gì nha. Đây là cái mặt đóng của nó này. Đây là cái đầu nhọn phía sau ha. Đó. Cây tiếp theo thì nó sẽ khác cái đầu ở phía sau. Phía sau nó là đầu dẹp như thế này ha. Đó. Mặt đóng của nó này đây. Cán cũng được bọc bằng cao su luôn anh em. Cao su ha. Cầm khá là mềm, khá là êm tay. Thì cái phần cán em cũng chưa thấy có dấu hiệu rách hoặc là nứt sâu ở bên trong nha anh em. Ok ha. Và cán búa và đầu búa nè, chắc chắn không rơ lắc nha nè. Về mặt đóng nè. Và một cái đầu dẹp phía sau nè nè. Cây này chiều dài nó chắc cũng khoảng 18,5 cm rồi nè. Đó. Một cặp hai cây này ha. Thì em sẽ cân cái trọng lượng của nó nè. Mỗi cây nó sẽ có trọng lượng là 300 g anh em, 3 lạng ha. Thì hai cây này tổng trọng lượng của nó là 600 g ạ. Cặp này em đang để với giá là 300.000 anh em, 300.000 cho một cặp búa này hai cây ha. Mã số 8, clip số 34. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Một cây kìm bấm cót anh em, một cây kìm bấm cót của nhà Lotter anh em, của Nhật ha. Đây. Chuẩn nội địa Nhật anh em. Cây này em thấy hình thức còn khá là đẹp ha. Chiều dài của nó khoảng 25,5 cm ạ. Cây này hình thức còn khá đẹp anh em. Đây. Đầu tiên về phần cán ha. Khá là đẹp nè. Em cũng chưa nhận thấy được cái dấu hiệu là rách hoặc là nứt sâu ở bên trong anh em. Chỉ có những cái vết cấn này. Đây anh em thấy ha, những cái vết cấn, những cái vết trầy. Này là cây chống trượt anh em. Này là cái vân chống trượt ha. Đó, khá là ok nè. Cây này có mã hiệu là AK15 anh em. Về phần thân này thì anh em để ý khi mua kìm cót giúp em sẽ không có cái dấu hiệu nứt gãy ha, để làm yếu cái lực của khi mình thao tác bấm cót đó anh em. Đó, không có dấu hiệu nứt gãy anh em. Nè ha. Lò xo bung tốt rồi nè. Đó. Còn ốc còn zin luôn ha. Đầu bấm cốt của cái kìm này anh em có thể dùng là 1.25, 2, 5.5 và 8.0 anh em.
Đó. Rất là thông dụng ha. Đây, em xem mấy cái hàm rất là đẹp nha. Ngon lành anh em. Hoạt động hoàn hảo ha. Cái này em đang để với giá là 290.000 ạ. Mã số 5, clip số 34 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo là một tay kìm bấm cốt tự động anh em, của coi nhà Lotte luôn ha. Đó. Về hình thức thì cây này ở dạng khá nè. Cây này có chiều dài là 26,5 cm anh em. Đây, về hình thức của nó nè. Ở mức khá ha. Về thứ nhất là cây cán nè. Đó, cây cán của nó nè. Phần cán còn khá là đẹp. Cũng chưa có cái dấu hiệu rách nứt sâu ở bên trong anh em. Đây. Made in Japan ha. Đó. Em thấy cây này phần cán còn đẹp nè. Còn cán cây bên này anh em là một cái bao trong thôi. Có ghi cái thông tin người sử dụng hoặc là một cái thông tin gì đó ở người sử dụng trước đó anh em. Đó. Khi anh em mở ra bên trong hoàn toàn hoàn hảo nha. Không có cái rách nứt gì hết bên trong đâu anh em. Ok ha. Còn về thân kìm, anh em để ý xung quanh giúp em. Cũng không có dấu hiệu nứt gãy gì anh em. Đó. Ok ha. Thì trên bề mặt của nó nè, có những cái vết gỉ gỉ nhẹ nè anh em. Hàng bãi anh em cũng thông cảm ha. Hàng mình để ngồi mưa, ngồi nắng và nhiều hàng hóa nó xa cả với nhau, cũng không có tránh khỏi những cái tình trạng mà gỉ gỉ nhẹ như thế này anh em. Còn anh em mình mua về mình sử dụng thì nó được bảo quản thì nó sẽ bền bỉ hơn ha. Cái này anh em sử dụng cho đầu cốt 1, 2 và 5 nha anh em. Đầu cốt của nó ha. Này cái vết dầu thôi nha nè. Cái gì ha. Nè. Làm sao em thấy buông khá là nhẹ luôn anh em. Cái này em đang để với giá là 320.000. Mã số 6 ha. Giá là 320.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Ở đây em có một cây kìm bấm nhọn đây này. Một cây kìm bấm nhọn của nhà Wygip ha. Một thương hiệu của Mỹ. Wygip đây nè. USA ha. Đây. Made in USA nè. Cây này tình trạng của nó thì ở mức khá nè. Tại vì nó có một cái lỗi ở miệng ha, ở miệng kìm ha. Cây này là dòng 6LN nè. Đó, cái mã sản phẩm của nó ha. Da dẻ thì cũng còn khá là đẹp. Chiều dài của cây này là 16,5 cm ạ. Như em nói anh em, cái phần da dẻ của nó em thấy còn khá là đẹp nè. Đó. Còn láng mịn ha. Chưa có dấu hiệu chóp xê gì nhiều anh em. Đó. Chỉ có cái phần bên trong mình chưa vệ sinh tới á, thì anh em có thể thấy những cái vết gỉ gỉ ha. Đây. Còn ở ngoài thì khá là ok luôn. Anh em mình nào mình kỹ á, mình về mình có thể vệ sinh lại bên trong một tí nữa để cho mình sử dụng cái sản phẩm nó mềm mại hơn, nó êm hơn ha.
Tuy nhiên về phần miệng của nó này thì ở đây có cái bị nó bị cống như thế này anh em. Đó. Em thấy rõ ha. Còn phần về răng kiềm còn khá là ok này nè. Nói chung là cây này cũng tương đối ha. Anh em mình về mình sử dụng thì vẫn ok. Không có lộ, không có đáng ngại gì hết anh em. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì nó không được đẹp mấy ha. Thì cây này em để cho anh em mình về mình sử dụng ha. Đó. Giá của nó là 300.000 ạ. Mã số 20, giá 300.000, một cây kiềm nhọn ha. Của nhà quay clip. Nó sao cũng bung nhã tốt nha nè. Cây này nói chung là hoạt động hoàn hảo rồi nè. Chỉ có điều là cái phần miệng nó không được đẹp ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Đây, hôm nay em về được một số cái kiềm lớn rồi nè. Cây này là của White Gift ha, của Mỹ nè, USA ha. Đây. Cây này là mã 10WR anh em. Size 10 inch ha. Nên nó sẽ có cái kích thước là khoảng tầm 23cm đó nè. Về ngoại hình của nó nè, cũng khá là ok anh em. Lô kìm này về hình thức thì cũng khá đẹp ha. Đây, quay ghép ha. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những cái chốc lớp xi ở phong miệng này nè. Đây. Đó. Anh em để ý kỹ giúp em chốc xi nha. Không có dấu hiệu nứt hoặc là mẻ gì mạnh đâu anh em. Đó. Chỉ là những cái vết chốc xi anh em nha. Cây này mà anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok, hoạt động ngon lành anh em. Bấm giữ tốt ha. Cái này hơi cứng, anh em mình về tra cho em thêm ít dầu trong này ha, để nó hoạt động trơn tru hơn anh em. Đây, anh em để ý nè, không có dấu hiệu nứt gãy gì đâu anh em. Đó, nó không có lỗi làm gì đâu. Tại vì là hàng bãi em về em cũng chưa kịp vệ sinh cái phần tra dầu nhớt bên trong á. Về phần hàm nè, rất là đẹp luôn anh em. Ok, ngon lành ha. Đây, anh em kiểm tra phần miệng nè. Khít sát anh em. Cũng ít bị lệch hàm luôn ha. Nói chung là cây này ngon lành anh em. Về mình chai một xíu dầu nữa thôi ha. Cây này bên trong nó có một cái lưỡi trắng nè anh em. Anh em mình có thể cắt sắt, cắt dây kẽm ha. Ngon lành đây nè. Cây này em đang để với giá là 850.000 ạ. Mã số 18 ha. 850.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Cũng là một cây kiềm White Gift của Mỹ luôn anh em, USA ha. Đây. Cây này là dòng 10R anh em, là cái dòng miệng thẳng anh em. Anh em sẽ phù hợp cho những cái kẹp những cái vọt có cái dạng thẳng ha, có cái cạnh thẳng anh em. Hình thức còn khá là ok ha. Cây này tổng chiều dài của nó là 22,5cm anh em. Về hình thức này đó, thì có những cái vết chốc xi như thế này anh em. Chắc xì li ti trên bề mặt như thế này ha. Đó. Quay ghế đây nè. Đó, nó chỉ có những cái vết chốc xi như thế thôi. Thì cái ngoại hình của nó, nếu mà mình nhìn vào, mình nhìn kỹ vào á, thì mình thấy nó không được đẹp lắm. Còn nếu mà anh em mình về mình sử dụng, nhưng mà cây này em thấy nó cũng khá là đẹp. Nếu mà nó chỉ li ti như thế này thôi
nó không có bị rỉ sét hoặc là ăn mòn hoặc là bị mẻ gì bên trong nó quá sâu đâu anh em. Nói chung nó cũng còn tương đối ha. Anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm cây này thì em thấy đều ok hết ạ. Thì nói chung hàng cũ mà những cái hàng này nó sản xuất lâu lắm rồi thì nó cũng có những cái dấu hiệu lão hóa nè. Đó. Tuy nhiên về chất lượng của nó thì thật sự thì không có, em chưa thấy cái hãng nào mà nó có thể qua được hãng qua ghiếp nè anh em nhỉ. Cái chất thép của nó tôi luyện rất là tốt ha. Đây. Cây này thì lò xo bung nhảy tốt quá nè. Về phần hàm nè, anh em thấy rất là đẹp nha. Anh em coi hàm khi mà em đóng lại ha, khít sát và cũng chưa có dấu hiệu lệch hàm nhiều anh em. Đây. Hàng cũ như thế này thì quá là ok anh em. Để mà anh em mua được một cây kìm bấm cũ ha mà cái độ hàm nó còn chuẩn ít lệch thì rất là hiếm anh em ha. Anh em chốt cây này báo giúp em mã số 17 ha, giá của nó là 800.000 anh em. Ngon lành anh em, hoạt động hoàn hảo nha. Anh em về sử dụng là ngon lành luôn. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cây thước chia độ anh em, một cây thước chia độ của nhà Shinwa ha. Đây, một thương hiệu của Nhật anh em, Made in Japan ha. Cây này cây kích thước của nó cũng khá là lớn á anh em. Đây. Về cái em đo động tổng cái thước của nó nha. Nếu mà tổng cái thước của nó thì khoảng tầm 30,5 cm ạ. Về cái đường kính của cái bán cầu này anh em thì khoảng là 12 cm ạ. Đó, khá là lớn anh em. Ngoại hình cũng rất là đẹp nè. Đây. Anh em có thể thấy cái độ dày dặn của nó ha. Cũng không có dấu hiệu cong vênh gì anh em. Anh em mình về sử dụng mình đo còn khá là chuẩn ha. Ngon lành. Đây. Anh em thấy là cái này anh em có thể dùng làm thước luôn nè anh em. Đó, xung quanh cũng chưa có dấu hiệu là bị cấn gì. Đó. Còn thẳng tắp ha. Anh em sử dụng ngon lành anh em. Về phần mặt chia độ này, đây. Đây các vân vạch còn rất là rõ ràng anh em. Nó có cả chiều xuôi và chiều ngược cho mình ha. Cái dòng ở trên là chiều xuôi anh em, từ 0 cho đến 180. Và dòng ở dưới là ngược lại từ 0 cho đến 180. Đó nè. Ok ha. Đó, rất là rõ ràng luôn. Ở trên này anh em chia theo cái vạch lấy dấu này ha. Đây, ở trên này có một cái vạch này. Đây, đó anh em mình đến cái độ nào mình còn giữ lại. Đó, ví dụ 50 độ anh em đó. Rồi mình xiết con ốc vào giữa giúp em. Đó. Rồi mình giữ lại ha. Thế là chắc chắn không có rơ lắc gì anh em đó. Giúp cho anh em mình đo độ được chuẩn xác ha. Hãng Shinwa là hãng rất là nổi tiếng về các dòng thước đo của Nhật anh em đó. Rất là chất lượng luôn ha. Anh em chốt cái mã thước này ha, báo giúp em mã số 13. Clip số 34 giá của nó em đang để là 250.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Ở đây em có một cây thước 45 độ anh em, một cây thước góc ha. 45 độ. Của Nhật anh em. Cây này hình thức em thấy còn khá là đẹp nè. Tổng kích thước của cây này nè nè, anh em có thể đo, có thể thấy là nó lên đến là 19 cm ha. Đó. Này là góc 45 độ anh em, 135, 45 và 135 ha. Anh em thêm cái cây góc cạnh của nó nè, khá là sắc bén luôn anh em. Đó. Thẳng tắp ha, không có dấu hiệu cong vênh gì anh em.
cho anh em đặt thước này. Đó. Rất là vững vàng anh em. Thì bên trong này nó sẽ có một số cái thang đo nữa, một số cái khác nha anh em, có thể đo góc vuông nè, đó, những cái góc phụ đó anh em. Đó, những cái góc bo tròn như thế này ha. Trên mặt thước anh em thì em thấy những cái vạch số của nó nè, cũng rất là rõ ràng ha. Đó. Được khắc chìm nha anh em, này được khắc chìm nha. Nhiều lúc cái ánh đèn nó bị chó vào đó nè, nên là nhìn khó thấy, nên em quay như thế này anh em mình có thể là xem được nhiều chiều ha. Nói chung cây này là em thấy còn đẹp, ok, ngon lành anh em. Em đang để với giá là 150.000, mã số 21 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Ở đây em có một cái khóa đa năng anh em, một cái khóa đa năng hoặc là khóa thao tác nhanh, nói chung là tùy anh em ha, mỗi anh em có một cái cách gọi khác nhau, thì nó cũng là một cái khóa mở khóa thôi anh em, của hãng Sankei, một thương hiệu đến từ Nhật anh em ha, Japan ạ. Cây này hình thức cũng còn khá là ok nè. Tổng chiều dài của nó là 26cm ạ. Anh em xem cái ngoại hình của nó nha. Em thấy cái nước xi nó còn khá là sáng bóng luôn á anh em. Đó. Ok ha. Cứng cáp thẳng tắp nè, cũng không có dấu hiệu cong vênh gì anh em. Nói chung những cái hàng, những cái thương hiệu của Nhật này nè, nó chất lượng lắm anh em. Chất thép của nó khá là cứng cáp luôn. Còn về phần miệng hàm nè, đây anh em xem nè, hàm đã qua sử dụng rồi ha, mà răng rất là đẹp luôn đó. Răng kiềm khá là ngon ha. Cái này khi mà em mở tối đa nè nè, em mở tối đa thì có thể mở lên đến là 2,6cm anh em, 2,6cm ha. Bung nhẹ rất là tốt anh em, khi anh em thao tác gắn vô con ốc ở cái size bao nhiêu thì đó, nó sẽ tự giữ lại ha, anh em mình thao tác thôi. Ngon lành anh em. Anh em chốt cái này báo giúp em mã số 7 ha, giá của nó là 220.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cây khóa lẻ của nhà KTC nè. Một đầu miệng và một đầu vòng ha. Đây, mã của nó là MS2 15, 15 là số 15 anh em. 15mm ha. KTC Made in Japan anh em. Cái này hình thức là khá là đẹp nè. Mà cái con số này cũng khá là hiếm gặp ở Việt Nam anh em. À, tổng chiều dài của nó là 20cm nha, 20cm ạ. Nếu mà trong bộ sưu tập của anh em chưa có cái mã số này nè, thì mình có thể mua về ha, cho đầy đủ số anh em. Đó. Cái vòng rất là đẹp nè ha. Hàm miệng còn rất là đẹp anh em, chưa có dấu hiệu cống gì quá sâu ha. Đó. Cái nước xi cho này em thấy khá là cao cấp luôn, sáng bóng anh em, chưa có dấu hiệu chóc xi nhiều ha. Anh em xem tất cả các mặt của nó này. Đó, ngon lành đây nè. Anh em chốt cái này báo giúp em mã số 26. Giá em đang để là 150.000 ạ cho cây này anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cây khóa của nhà Facom anh em, một thương hiệu đến từ Pháp rất là nổi tiếng ha, Francy nè. Đó. Thì không biết là anh em đang sưu tầm cái dòng này thì đã có cái size số 10 chưa anh em? Em đang có size số 10 nha.
Chiều dài của nó khoảng là 14 cm ạ. Em thấy hình thức cây này còn khá là mới đẹp luôn nè anh em. Đầu miệng của nó ha, đầu khóa vòng này, đẹp xuất sắc anh em, không lỗi làm gì ha. Những cái hàng nhỏ gọn thì em qua nhanh ha, để mình tập trung cho những cái sản phẩm tiếp theo. Đó. Nói chung cây này đẹp anh em, ngon lành, không lỗi làm gì anh em. Mã số 25, giá của nó là 150.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, một cây kéo bếp anh em, đến từ đất ha. Đây, kéo mini anh em. Đó, em thấy nó cây này còn khá là ok nè anh em, ngon lành ha. Kích thước của nó thì khoảng là 20 cm ạ. Này, kích thước chung của những dòng kéo bếp ha, thì em thấy nó khoảng tầm 20 cm, nó vừa với cái size tay mình sử dụng đó nè. Thì cũng như những cái cây khác, cây này nó có hai cái đầu nạy nè nè, đó, giúp anh em nạy lon hoặc là khui đồ hộp ha. Rồi, cái chỗ này để phần anh em kẹp đồ cứng này, đó. Rồi, và phần lưỡi, thì bên này là một cái lưỡi trơn và bên này là có một cái lưỡi vân vân như thế này để chống trượt anh em. Đó. Chống trượt khi anh em cắt những cái vật có cái hình dáng nó dạng tròn ha, và nó dễ trượt thì những cái cây này nó sẽ giúp mình bám cái vật nó lại và hạn chế bị trượt ra ngoài anh em. Đó. Hoạt động hoàn hảo ha, và đảm bảo với anh em trên bề mặt mà không có dấu hiệu nứt gãy anh em. Đó. Không có dấu hiệu nứt gãy ha. Còn cái về độ cứng của nó thì rất là nhiều anh em đã kiểm nghiệm qua ha. Rất là cứng cáp luôn. Ngọt ngào qua đây. Anh em chốt cái này, bảo giúp em mã số 22 ha. Giá của nó là 250.000 ạ. Em giới thiệu là về phần lưỡi này để chi tiết hơn cho anh em ha. Đây về phần lưỡi này nè. Đó, ngon lành ha. Đó. 250.000, một cái giá tiết rất là tiết kiệm so với hàng rất là nhiều so với hàng mới anh em ha. Anh em biết những cái dòng này mà nó mới nó rất là cao, giá trị nó không dưới 1 triệu ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo là một cây kìm mini anh em, của nhà YGIP anh em. YGIP ha, cây này 4 inch đó anh em, USA. Đó. Hình thức rất là đẹp luôn anh em ơi. Cây này thì không biết là trong bộ sưu tập của mình thì anh em đã có cái cây này chưa ha. Khá là hiếm trên thị trường luôn, YGIP. Kích thước của nó thì chỉ khoảng là 13,5 cm, tổng là 13,5 cm ạ. Về hình thức nè, em thấy cây này còn khá là sáng bóng luôn nè nè. Đó, anh em thấy ha, nước xi khá là sáng bóng luôn. Có thể là những cái dòng nhỏ này anh em mua về sưu tầm là chủ yếu ha, chứ mình ít khi sử dụng nên là cái bề mặt của nó còn khá là đẹp đó anh em. Đó. Lò xo bung nhả tốt anh em, 4LN ha. Đó. Ở trong này cũng có một cái lưỡi cắn, lưỡi trấn này nè. Đó, anh em cắt dây, cắt kẽm ha. Về phần răng của nó này, nó cũng khá là ok nè. Anh em mình mua về sưu tầm ngon lành nha. Đó, ngon lành anh em. Anh em nào đang còn cây này, báo giúp em mã số 19 ha.
clip số 34 rồi nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. À, ở đây em có cái cảo chữ F ha. Đây nè, cảo chữ F của nhà Bestsize anh em, Bestsize. Một thương hiệu đến từ Đức ha. Made in Germany anh em. Đây, đó. Ở đây em có một cặp anh em, em có một cặp nha. Thì em sẽ lên chi tiết từng cây trước cho anh em mình kiểm tra ha. Về kích thước thì nó hoàn toàn giống nhau. Em đo một kích thước chung ha. Thì cái kích thước của nó là cái em đo được cái này này. Đây. 22 cm đây nè, 22 cm ha. Đó. Cán này được làm bằng gỗ nè. Và cái anh em với cái cảo chữ F này em có thể mở cái size khá là lớn ha. Đây. Đó, anh em thì mình em mở tối đa nó thể lên đến này anh em. Thì em có thể đo cho anh em biết được cái độ mở hàm tối đa của nó là anh em. Rất là lớn luôn. Anh em có thể tới là hơn 17 anh em. Đây anh em. Hơn 17 cm ha. Đó. Đây cái mặt kẹp của nó này nè. Ngon lành ha. Ở trên thì có những cái vết ố thôi nè, những cái vết ố thôi ha. Đó. Cái mặt kẹp của nó em thấy còn khá là phẳng đẹp anh em. Đó. Có những vết ố thôi, không phải là rỉ sâu bên trong gì đâu anh em ha. Và anh em để ý kỹ giúp em, không có dấu hiệu nứt gãy nha, đảm bảo với anh em điều đó nha, không có dấu hiệu nứt gãy anh em. Đó, ngon lành anh em ha. Xung quanh này còn không có dấu hiệu nứt gãy. Đó, đảm bảo với anh em một cái lực siết khá là tốt nha. Đây, này con lăn để anh em tăng đưa này. Đấy, trơn tru anh em. Ngon lành ha. Đó, anh em có thể tăng đưa để cho giúp cho mình kẹp cái vật nó được chặt hơn anh em. Đó. Thì trên bề mặt nó có những cái vết chóc xi như thế này anh em. Đó. Thì nó chỉ là chóc xi thôi, nó chỉ ảnh hưởng về cái mặt ngoại hình của nó là anh em nhìn không được bắt mắt lắm ha. Tuy nhiên về cái chất lượng của nó, thứ nhất về chất thép của nó khá là cứng cáp anh em. Chất thép của nó cứng cáp cực kỳ anh em thấy này. Hàng đã qua sử dụng nhưng này thẳng tắp, không cong vênh anh em. Đó. Ngon lành ha. Mà anh em mua về sử dụng lần rất là ok ạ. Không lỗi lầm gì anh em. Chỉ có là hàng bãi nó không có được đẹp lắm ha. Cây này về kích thước nó hoàn toàn giống cây trước anh em. Đây, nó cũng là của nhà Bestsize. Made in Germany ha, của Đức anh em. Đó. Cũng đảm bảo với anh em, không có dấu hiệu nứt gãy ha. Đó, ngon lành anh em. Cán bằng gỗ ha. Hàm kẹp của nó này nè. Này là chóc xi thôi nha anh em, không có bị gãy hay là mẻ gì đâu nha. Đó. Cái mặt trên anh em. Thẳng tắp ha. Rất là thẳng luôn. Đó. Con tăng đưa còn rất là tốt nè anh em. Không có lỗi lầm gì ha. Không bị đứng, không bị khựng. Phần cán rất là chắc chắn nha nè, không có rơ lắc gì ở đây đâu nha. Đó, đảm bảo cho anh em điều đó ha. Chỉ có điều cái ngoại hình của nó không được bắt mắt lắm đó nè. Đó, anh em thấy không, khi em siết lại nè, chắc chắn cực kỳ luôn. Đây nè. Thách thức mọi cái lực ha, lực tác dụng anh em. Đó, rất là chắc chắn đó nè. Thì cây này em đang để với giá là 300.000, 350.000 một cây anh em. Đó. Đó. Tuy nhiên em thấy là anh em mình hay sử dụng cho một cặp ha. Nếu một cặp của nó thì 700.000. Còn anh em mình mua lẻ thì em vẫn bán nha.
Mua lẻ thì giá là 300.000 một cây, 350.000 một cây. 350.000 một cây anh em. Đó. Mã số 16 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cây dũa gỗ của nhà Shinto anh em. Shinto, một thương hiệu đến từ Nhật ha. Đó, hình thức cây này khá là đẹp luôn nè. Cây này có tổng chiều dài của nó nè là 39cm ha. Phần cán bằng gỗ nè. Phần cán phần gỗ và được thiết kế như thế này nè, được thiết kế phần như thế này nè. Cái điểm đặc biệt của nó sẽ giúp cho anh em không bị cắn cái tay khi mà mình dũa này nè. Đó, mình không bị cắn cái phần tay bên dưới ha. Đó. Những cái dòng cao cấp này nó thiết kế rất là ok nè. Nó hơn hẳn những cái dòng mà thẳng tắp như thế này ha. Đó. Ngon lành luôn anh em. Còn về mặt dũa thì cây này nó còn có hai mặt dũa nè. Đây là mặt dũa mịn nè. Phía đầu này ha. Còn mặt dũa lớn hơn thì cái mặt dưới nè nè. Đó. Anh em mình có thể điều chỉnh cái mặt màu mình dũa phù hợp ha. Đó. Đây anh em các con ốc xiếc nè. Ok ngon lành nha. Không có nứt gãy gì đâu anh em. Rất là chắc chắn. Anh em mua những cái hàng này về thì yên tâm mà sử dụng ha. Còn khi mà anh em muốn đảo mặt, đảo các mặt lớn hoặc là mặt mịn đó nè, thì anh em mình điều chỉnh cái con ốc ở chỗ này này. Nên mình mở ra được nha. Đó, mình hoàn toàn mở ra được và mình đảo lại anh em. Đó. Cây này thiết kế rất là ok luôn. Này dính dầu nhớt thôi anh em. Đó. Chứ không có gãy nứt gì đâu nha. Đây nè, không có gãy nứt gì đâu. Cái này em đang để với giá là 250.000. Mã số 14 anh em. Ngon nè. Ok ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Ở đây em có một cây chỉnh lưỡi cưa nè. Một cây chỉnh lưỡi cưa của nhà Showmax anh em. Đây Showmax. Đó. Một thương hiệu đến từ Nhật ha. Đây, đây là cái mã code của sản phẩm anh em. Đó, sau mắt nha anh em. Cái này hình thức thì khá là ok này. Thông thường thì em thấy những cái lớp sơn màu vàng này nó hay bị chóc. Tuy nhiên cây này em thấy còn khá là đẹp. Có thể là hàng sử dụng lướt thôi anh em ha. Thì cái chiều dài của cây này nó khoảng là 18cm ạ. Anh em xem ngoại hình của nó nha, em thấy là ok đó. Nó có những cái vết trầy trầy như thế này thôi, không có đáng kể đâu anh em. Đó. Và một điều lưu ý nè, anh em kiểm tra giúp em kỹ ha. Không có dấu hiệu nứt gãy anh em. Đó, không có dấu hiệu nứt gãy nha. Hàng em cũng chọn lựa khá là kỹ anh em. Ngon lành nha nè. Nè, ở đây có một cây núm anh em điều chỉnh nè. Anh em quay mình đã điều chỉnh đến cái kích cỡ phù hợp với cái cưa của mình ha. Này là chóc xi thôi nha nè. Tại vì cái nó tác động đến cái phần này nhiều á nè, nên nó chóc xi cái phần này thôi. Này. Đó. Ngon lành nè nè. Hoạt động rất là nhẹ nhàng nha. Cái này em đang để với giá là 250.000 ạ. Mã số 23 nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một cây đánh vảy cá nè. Một cây đánh vảy cá. Cái lưỡi đánh bằng đồng anh em ha. Cái này của Nhật nha nè. Tuy nhiên cái tem nó trong quá trình vệ sinh thì em đánh nó bay rồi ha.
Cái này có chiều dài là khoảng tầm 20cm ạ. Cán gỗ và lưỡi đánh bằng đồng anh em. Đầu tiên về cán gỗ nè, cũng còn khá là ok anh em, ngon lành. Cái này thì anh em mình về mình tra thêm cái móc nè để mình treo lên, mình sử dụng trong nhà bếp ha. Đây, bằng khâu nè anh em, chắc chắn anh em. Giữa phần lưỡi nè và phần cán cái nối với nhau chắc chắn lắm, không có rơ lắc gì đâu anh em. Về phần mặt đánh nè, mặt đánh vẫy nè, đẹp ha, ngon lành anh em. Với chất liệu bằng đồng thì anh em làm trong cái điều kiện mà nhiều nước đây nè, nó cũng tránh được nhiều cái tình trạng oxy hóa cho mình, nên là thứ nhất là vừa đảm bảo an toàn thực phẩm nè, mà cũng vừa là sử dụng được bền bỉ hơn anh em ha. Anh em chốt cái này báo giúp em mã số 24 anh em, giá của nó là 150.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có một bộ, em có một bộ ba cây đục của Nhật anh em. Đây, thép HSF ha. Đây HSF anh em. Tem của Nhật ha. Em thấy hình thức khá là đẹp này nè. Về độ dài anh em thì em thấy nó khoảng là 29cm ạ. 29cm anh. Em nên chi tiết từng cây ha. Cây đầu tiên là cái dạng đục thẳng anh em. Đấy, về bằng cán ha, khá là mới đẹp luôn anh em. Về cái chốt khâu của nó này, chắc khâu của nó được làm bằng đồng đó anh em. Đây em thấy khá là cứng cáp ha. Về lưỡi đục nè, anh em thấy cái lưỡi của nó là lưỡi thẳng, lưỡi dạng thẳng anh em. Phần thép ghép nè, phần tấp thép anh em thấy rõ ràng ha. Đây em có một cái cục 500 li ti đây, bằng đồng anh em, không có bị hít 500 ha. Cây tiếp theo phần cán còn khá là đẹp anh em. Đây, cái vết con như thế này cũng không đáng kể gì anh em ha. Khâu cũng rất là chắc chắn nè. Này thì nó có cái phần lưỡi cong anh em. Đó, phần lưỡi hơi cong ha. Còn lại là em thấy nó có cái dạng lưỡi này anh em, lưỡi nhọn này ha. Đó, phần cán cũng rất là đẹp anh em. Đây, cũng rất là chắc chắn ha. Về cái bản của nó nè, em đo bản của nó ha. Mười hai ly anh em, 12 ly. Cái này khoảng 8 ly anh em. Và cái này là 13 ly ha, 13 ly anh em. Đấy, bộ ba cây này em đang để với giá là 500.000 ạ. 500.000 cho bộ ba cây đục này ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo là một cây Eto nè. Đây, một cây Eto của nhà Aeron ha. Aeron, mã của nó là N735 anh em. Này size của nó ha. Cây này em thấy cái hàm nó đẹp lắm anh em. Hàm nó khít xác mà khá là đẹp nha.
Picture Band nè nè. Đầu tiên em quay tất cả các mặt nó cho anh em xem ha. Thì đảm bảo anh em cũng không có dấu hiệu là nứt nè, không có dấu hiệu mẻ. Đó anh em thấy ha, không có nứt, không bể, không mẻ lớn đâu anh em. Đặc biệt là phần đế, anh em kiểm tra kỹ giúp em ha. Nước sơn của nó là nước sơn zin nha nè, chưa qua sơn lại hay sửa chữa gì nè. Còn hàm của nó nè, anh em coi khít xác ha. Đây, chọc quay của nó nè, đó. Rồi, ok ha. Ở đây có một cái đế xoay nè. Anh em mình điều chỉnh ha. Mình điều, khi mà mình để lên bàn á, bàn rồi mình muốn điều chỉnh cái xoay đi hướng nào thì mình xoay nè, rồi mình cố định nó lại ha. Cây này có cái trọng lượng của nó em sẽ con ha. Bốn ký hai nha nè. Cây này trọng lượng của nó là 4,2 kg nha. Về phần hàm của nó em sẽ mở ra kiểm tra ha. Xem hàm nè, hàm metal rất là đẹp luôn anh em, đó. Đó, ngon lành ha. Và ở dưới có một cái hàm phụ anh em, đây hàm phụ anh em kẹp những cái ống có dạng tròn nha anh em. Đó. Nói chung con này là còn zin nguyên đó nè. Ở trên mặt thì có cái phần đe phụ mini nè, đó. Ngon lành ha. Đây nè. Đo được ở cái phần hàm của nó nè là khoảng là 9 cm anh em, 9 cm ha. Về độ mở hàm của nó nè cũng là gần 9 cm luôn anh em. Thì trong cái này là em đo ở cái điều kiện an toàn thôi, còn nếu mà trong những trường hợp anh em cần thiết thì anh em có thể vặn ra thêm một tí nữa nè. Đó, trên lệch là khoảng 1 cm ha, một phân anh em. Đó, anh em xem cái con lăn của nó này. Đó, ngon lành nha, nên anh em vặn ra vặn vô rất là trơn tru luôn. Đây nè, xem nè, em đo hàm khít xác luôn nè, ngon lành ha. Con Eto rất là chất lượng luôn anh em. Anh em có thể kẹp những cái vật nhỏ, rất là ngon lành. Anh em chốt cái con Eto này, đó giúp em mã số 2 nha. Clip số 34 ạ. Đây nè, Eto Ero. Đây mã con đầy đủ ha. Mã số 2, clip số 34 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, cũng là mã sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Thì em có một cái cây kéo tỉa tán nhà con cua nè. Đây, một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Anh em làm bonsai thì hầu như anh em nào cũng thích cái hãng này cả. Cây này thì nó khá là dài, nên là trong cái khung hình video em không có đo hết ha. Thì em sẽ đo cho mình xem như thế này. Tổng kích thước của nó là tới đây là 60 này nè. 60 là ở điểm này ha. Đây, đây. Khoảng 5,5 cm nữa nè. Thì như vậy kích thước của nó sẽ là 65,5 cm ha. 65,5 cm.
Về đầu tiên em giới thiệu phần cán trước. Phần cán của nó là cán nhôm anh em. Này là cái tem của nó đây nè. Tem của nó quấn lại hai bên này nè. Thì em có vệ sinh cái tem cho nó sạch đi rồi. Nó còn những cái vết lem nhem dính keo nè. Anh em mình vệ sinh thêm thì nó sạch sẽ hơn ha. Đây nè. Tại vì thật sự hàng mới về em cũng không có thời gian mà để em vệ sinh kỹ hết ha. Thì cái này anh em mua về mình sử dụng mà. Mình có thể để như vậy luôn cũng được. Hoặc là mình muốn nó sạch sẽ, nó dễ nhìn hơn thì mình vệ sinh thêm ha. Phần cán thì được bọc cao su này nè. Đây, bọc cao su nè. Đó, em chưa thấy có dấu hiệu rách hoặc là nứt sâu đâu nè. Ngon lành. Này dính sơn thôi anh em ha. Đó. Có những cái vân chống trượt này nè. Giúp mình cầm bám tay rất là tốt ha. Và điều đặc biệt ở cây này nè. À anh em để ý giúp em, không có cái dấu hiệu là cắn mớp ha. Đây nè. Cái hộp kim nhôm của nó còn khá là chất lượng đó. Và điều đặc biệt nữa là cây này anh em có thể mở cho dài thêm ra nè. Đây, anh em có thể dài ra được với một đoạn như thế này nè. Đó. Anh em cũng không thấy dấu hiệu cắn mớp bên trong ha. Ngon lành anh em. Thì cái này anh em có thể mở ra thêm được là 33 cm anh em. 33 ha. Thì nếu mà khi anh em mình mở tối đa nè, anh em mình mở tối đa ra như thế này nè anh em. Đó, rất là dài luôn. Thì cây này nó lên đến gần 1 m luôn á anh em. 65 với lại 33 là 98,5 cm, khá là dài ha. Giúp anh em có thể mình cắt được những cái cành nó ở xa hoặc là nó ở trên cao ha. Đó, rất là tiện luôn. Còn khi anh em mình sử dụng những cái cành ở gần nè, hoặc là mình cắt mình bảo quản thì mình thâu cái độ ngắn nó lại. Đó, mình thâu ngắn nó lại. Mình bảo quản nó gọn gàng hơn ha. Về phần lưỡi nè nè. Đây, em thấy lưỡi nó cũng còn khá là đẹp. Này là cái vân vân của nó thôi anh em nha. Đây. Cái vân rổ của nó chứ không phải bị rỉ sét gì đâu anh em. Cái thiết kế của nó như vậy nha. Về phần lưỡi cắt nè. Đây anh em. Cũng có những cái vết ố của sắt thép nha. Tuy nhiên rất là sắc bén anh em. Em sẽ test sơ qua một số cái trúc có ở nhà em ha. Thì nhà em không có cái cây gì ngoài cái cây này hết anh em. Đây. Những cái thân trúc cũng khá là cứng cáp anh em. Đây. Để sơ qua anh em xem ha. Đó, khá là sắc bén luôn anh em. Đó, sắc bén ha. Anh em có thể thấy được các vết cắt của nó này. Ngọt ngào luôn anh em. Đó. Anh em mình về mình tỉa hàng rào nè, hoặc là tỉa những cái cây theo hình dáng mình yêu thích nè. Gọn gàng anh em, ngon lành ha. Và những hạng cây này hàng bãi thì giá nó cũng không cao lắm. Đây, đây phần giá của nó nằm đây, em tìm mãi. Giá của nó là 400.000 anh em. Mã số 1 ha, 400.000. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và đây cũng là cái mã sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip ha.